Fan sắc đẹp hụt hẫng vì Hoa hậu Ngọc Châu không thể thi Miss Universe năm nay, lý do là gì? Một thông tin về cuộc thi Miss Universe 2022 vừa xuất hiện khiến fan sắc đẹp vô cùng choáng váng. Theo như thông tin này thì Hoa hậu Ngọc Châu sẽ không thể đến với đấu trường nhan sắc Miss Universe năm nay, lý do cụ thể là gì? Sáng sớm ngày 2 tháng 9, các chuyên trang sắc đẹp quốc tế như Missology, Global Beauty, SAS Factor đồng loạt đưa tin tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ đã gửi email cho toàn bộ các giám đốc quốc gia thông báo về lịch tổ chức kỳ thi tiếp theo của Miss Universe. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ lần thứ 71 sẽ không tổ được tổ chức trong năm 2022 mà sẽ được rời lịch sang quý 1 đầu năm 2023. Puerto Rico cũng chưa chắc chắn sẽ là quốc gia tổ chức cuộc thi lần này. Thậm chí, chuyên trang Missology còn đưa ra nghi vấn về việc Việt Nam mới có thể là nước chủ nhà đăng cai tổ chức cuộc thi Miss Universe 2022. Tuy nhiên, các chuyên trang cũng thông tin thêm rằng tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ sẽ sớm có thông báo chính thức tới toàn thể fan sắc đẹp về cuộc thi này. Như vậy, Hoa hậu Ngọc Châu sẽ phải chờ sang năm 2023 mới có thể tham gia cuộc thi. Rất may là nếu tính theo đúng lịch, người đẹp vẫn đang ở trong độ tuổi cho phép là 28 tuổi. Miss Universe không chấp nhận thí sinh trên 28 tuổi tham gia cuộc thi. Miss Universe được đánh giá là đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh. Hiện nay, cuộc thi lần thứ 71 đã có 55 người đẹp đến từ 55 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia. Như vậy, đương kim Hoa hậu người Ấn Độ Hanas Senhu sẽ có thời gian đương nhiệm dài hơn bình thường. Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Ngọc Châu cũng sẽ có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng để đến với cuộc thi lần này.